À, hôm nay mình vô đây mình đi mua đồ ở Walmart hả? Thì Walmart có gì lạ? Walmart ở đây đó, nó hình thức là cạnh tranh thị trường một cách bình đẳng và đôi bên đều có lợi. Hai hơi dương thì nó như thế này, nó có một cái chính sách nó gọi là matching price, thì cái này mình chỉ dịch lại cái một cách thông thường là chúng tôi sẽ bán tất cả những hàng bằng giá với những nơi khác, vì thế mà những người khách đến đây mua nếu mà chứng minh được ở nơi nào bán rẻ hơn thì Walmart sẽ bán theo cái giá của cái nơi đó. Vì thế mà có rất nhiều người đi chợ đây thì trước khi đi chợ như gia đình tôi cũng vậy, là xem coi cái nơi khác nó bán nó đang hạ giá thì sẽ lấy cái hai thôi, thank you, thì sẽ lấy cái giá của nơi đó đến đây đưa cho Walmart để mà được tính tiền rẻ hơn. Thì Walmart ở đây nó chỉ có nước là rẻ nhất, một cái mà nó rẻ rẻ rồi thôi, nước thôi, nó không là vấn đề. Thì nước thì đi làm thì mua được, theo đây là 24 chai mà một đồng mấy, tức là khoảng 8-9 sen gì, 8-9 sen gì một chai thôi, cho 10 sen chai đi cũng được. Nói như là nước này, nước ngọt này đó mà không có giảm giá đó, giá bình thường nó bán đó là 3 đồng 77 sen, nhưng mà ở Supermarket một cái tiệm khác gần đây đó nó bán là 2 đồng 47 sen, tức là rẻ hơn 1 đồng 30 sen cho một một két 6 chai như thế này đó. Thì mình lấy đây rồi mình sẽ tính tiền theo cái giá của cái tiệm ở đằng đằng kia. Vì thế mà nếu mà một cái gia đình mà có nhiều gia đình có nhiều đứa con đó thì họ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Thứ nhất là họ không cần phải phải đi nhiều chỗ và họ chỉ đi đến đây thôi, rồi họ lấy giá của những nơi khác ha. Ok đó, thì hôm nay là mua cái gì, cái giá ở đây là 1 đồng 27 sen, nhưng mà giá giá tiệm tàu á, cái này là 97 sen hay nhiêu đó, một nửa ký. Thì ở tỉnh bang quanh xá giờ này là trong năm nay, từ từ năm rồi là bắt đầu cho những cái tiệm bán thực phẩm này bán rượu bia đầy giải. Là bia thì tôi không được rồi đấy. À, thank you. 7 đồng mà mua mua nguyên một hộp kia 22 đồng thì rẻ hơn. 22 đồng 2 ký. Rồi đàn ông ở đây đi tính 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 kỹ lắm đó chứ đâu có tính toán lắm đó, đàn ông ở bên đây đây.
chứ không phải như đàn ông Việt Nam đâu nghe, không có xài sang đến độ đó đâu nghe. Bằng tiên thiền tác biệt thu xương đó, là người đàn ông bên đây nó là như vậy đấy. Ok, dạ, đúng rồi, mua ăn. Đúng rồi, ăn thử đi, ăn lâu lâu ăn cái đi, ăn lâu lâu ăn ăn ngay trắng đi. Thì mình ăn rồi tháng sau mình đừng ăn muối nữa. Nấu cháo trắng ăn, cho trắng vịt muối. Tương thiền tác biệt thu xương. Mấy người đàn ông ở bên đây nó là vậy đấy. Đi chợ còn kỹ hơn đàn bà nữa. C đồ uống để 78 độ C. Hôm nay là đi kiếm mua apple cider. Có tìm ra được apple cider không? Không bán hàng đâu cả. The time thick, extra thick. $12 một kia. Thích chưa? Mấy này muối cũng nhiều lắm mà, nhưng ăn thì ăn thôi. Em kêu anh đừng ăn, rồi anh cũng kêu em đừng ăn. Không ai ăn hết, that's it. Cái gì nó bán gì, cái khốt đó. Sao mình... bò này để dành như vậy là làm roast beef. Thịt này để làm steak. Cider mà tìm chưa là apple cider.
Hi, can you tell me where can I find apple cider? Apple cider? Yeah. I will just ask something. Yeah, please, thank you. Thì tất cả những cái món hàng ở đây mình cứ việc lấy, mình không cần biết giá nhiêu, mình thấy đắt hơn thì cứ việc lấy rồi ra ngoài tính tiền lại bằng cái giá thấp nhất của ở nơi khác. Vì thấy rau cải ở đây nó sẽ đắt hơn rau cải của tiệm Tàu, thì mình lấy quảng cáo của tiệm Tàu, cái giá của tiệm Tàu lại đây mình đưa cho Walmart nha, rồi Walmart nó vẫn tính tiền như giá của tiệm Tàu. Thì thấy tiết kiệm được thời gian mình đi, mình không phải đi hai ba nơi, và mình không tốn tiền xăng, và mình cũng tiết kiệm được thời gian ở cuối tuần. Thì tóm lại một gia đình như vậy đó, họ cũng tiết kiệm được vài ba trăm đô một tháng đó, nếu mà gia đình của người Ấn Độ khoảng 90 người, còn hai người thì cũng tiết kiệm cũng được 30 đô. Alright, thank you. Go straight, turn right, turn left to the end. Tức là mình đi qua bên Tàu rồi đó, rồi cái cô này có chỉ là đi qua lại bên Tây đi. Here, apple cider. Here, apple cider. 5 đồng. Em áp vào xe đỏ đây mà sao đắt thế? Phải không? 5 đồng mấy có đắt không? Dạ, bình này có 2 lít. À right, kia đòi mình mua bình kia 3 lít mà. Ok, that's it. Em đứng chỗ nào để anh coi là anh có thể match cho em thấy cái match của nó. Ok. Giảm tốc độ lên nha. Xem mấy người đó cũng cầm theo tờ báo. Đó thì cái đó là chỉ download ở trên những cái tiệm quảng cáo ở nơi khác đó, rồi đến đây đưa cái giá thì họ tính tiền theo cái giá của nơi khác, cái nơi rẻ tiền hơn. Cá ở chợ Tàu, cá có tại Tàu thì luôn luôn sẽ rẻ hơn chợ Tây, mà là vì chất lượng của chợ Tàu nó sẽ thấp hơn giá đây. Thì ở nơi đây nó sẽ bán những giá nào rẻ, nơi nào rẻ hơn thì nó sẽ bán theo giá đó. Đúng, chúng ta chủ trương là vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Ok, xong rồi nha.
đó thì chính sách là nó mấy sách này là mấy cái túi ni lông đó, nó giảm bớt cái túi ni lông lại, thế mà muốn nó bắt mình trả là 5 sen cho mỗi một cái bọc ni lông mình dùng, là để dùng cho tiền mà tân trang, biến chế, recycling. Giá 10 đồng 61 mình dĩ chứ là đòn nửa giá. Ok, xong mà nếu ở đây mà có chợ trời đem ra bán lại là lời đấy. Một là một đấy. À, tóm lại thì những cái kiểu cách giảm giá như thế này nè, có rất nhiều người chưa biết, nhất là bọn riêng là những người Tây ở đây, họ không để ý tới rồi họ không biết, vì thế mà họ đi chợ rất là đắt giá hơn hơn người ở Đông mình nhiều lắm. Hi. Wow, you have 4 kids? Rồi. Beautiful. Thank you. Chợ kia đi chưa đủ, đi qua tới chợ này. Chợ này đó thì các bạn thấy là chỉ xề ở bên đó qua bên đây thôi. Hai cái giống như hai thế giới xa lạ. Một cái phố tàu mới với một phố tàu cũ vậy. Giống như một cái làng mới với làng cũ vậy đó. Vô đây khách hàng khác biệt hẳn đi, và cái giá thì thường thường nó để là trên trời chứ nó không để dưới đất. Mà những người họ từng ở trên mây đó, thì họ mua với chợ như thế này. À, những cái này nè là 14 đồng 49 một con gà, ở bên kia nó bán 8 đồng 95 xu. Ở đây đồ ăn ngon quá nha. Ăn kiểu này mà không mập thì được. Khoai lang chiên, có khoai lang chiên. Khoai lang chiên hả? Nè, khoai lang chiên nè. Cái này có ăn nè, cái khoai tây kìa. Muốn, ăn thử đi, mua đi. Mua đi. Nè, mua đi. Mua khoai lang chiên đi, về nhà khỏi chiên. Đó, vì thế mà ở đây tụi nó ăn, tụi nó không mập sao được. Chưa ăn mình thấy không, mình đi nhìn không mình cũng đã nặng tí rồi đấy. Cái này là xà lách thôi, 2 đồng rưỡi 100 gram. 2 đồng 100 gram, 100 gram một xíu à. Thì này bọn Tây đang ăn nổi chứ mình đâu ăn nổi đó. Thì thấy các bạn thấy là mức sống của tụi Tây á, nó khác với ta nhiều lắm. Ta làm thì ít mà ăn thì nhiều, còn mình thì làm nhiều ăn ít. Trời, cái này là cái gì đó, em có mua khoai tây không? I know, bên đây là coi như bánh này là coi như ăn vô là coi như về nhà là nói ra ra đường không nè. Anh cho em ăn này nhiều, em ngọt với anh lắm á. Wow, bánh này thật sự mà nói mà mấy đứa nhỏ đi đến đây mà nó nhìn tới cái này là nó không chịu về đó. Ở đây mấy đứa nhỏ nó cũng trốn học á, để mùa mấy mùa vô trường đó nó cũng đi đâu rảo trong này nè để xem mấy bánh này thôi. It's okay, fine, thắc cả luôn. Bánh này bánh sinh nhật, bánh này là ngon nhất nè. Bánh này tôi thích ăn bánh này nè, bánh
À, bánh gì? Ngon. How's it going with you? Oh. Hấp áp vào tay đợi đây thì rồi mua đây đây nè, cái này là 3 lít mà bằng giá với bên kia 1 lít 89. Phải lấy xe mà. Đó các bạn thấy là ở hai chợ vô không khí nó khác nhau hoàn toàn. Còn ở bên đây nó có bán đồ ăn nóng ở đây nè, đồ ăn nhanh ăn nóng. Bên kia có tiệm Nhật. Thế khách vô đây nó khác với khách ở bên kia nhiều lắm, hình như là một trời. Rồi có giấy này để cho mình lau tay, để mà mình cầm vô những chiếc xe như thế này mình lau nó thế này nè, để sát trùng.